Ơi, chào cả nhà nhé. Hôm nay đi ăn chè ở chợ Bà Chiểu nhé. Đây, mang ăn chè. Đây, đi chè thập cẩm đây. Đường nắng ăn chè rất là mát nha quý vị. Chia sẻ với quý vị món là món mực nhồi thịt nha quý vị ơi, rất là hấp dẫn nha. Bữa cơm gia đình có món mực này là mực ống nha, mực ống nhồi thịt heo, heo với lại là có mực nhĩ, hành mực nhĩ. Rồi, sau khi chiên xong món mực, chúng ta sẽ ăn cơm với chú ơi, mời cả nhà mình cơm nhé. Hôm nay ăn với cơm đạm bạc thôi nhé. Đang bị hơi mệt xíu nên không có đi ngoài quay được, nên là hôm nay quay với chú bữa cơm gia đình nhé. Bình có nó mặn nè, nó canh nè, nó nóng nè, vậy thôi đủ rồi. Vậy này là cà bông. Cái này làm rất là kỳ công nha, mực nồi thịt, mực chiên nồi thịt nha. Em ơi, em sắp rồi. Em sắp ăn chưa? Em cười thì bắt rồi kìa. Em sắp ăn chưa? Em sắp ăn chưa? Ăn nhiều quá à.
Em thích đáng yêu quá à. Hôm nay tròn mấy tháng rồi ta? 5 tháng. 5 tháng rồi không? Em sắp được 5 tháng rồi á nhỉ. Em sắp chào các cô chú nhỉ. Em sắp chào cả nhà nhé. Em ngon nhất nhà luôn á nhỉ. Ngon không? Ừ. Em ngon nhất nhà luôn, em chào con, các cô chú, con chào các cô chú nhé. Con chào các cô chú, các bác, không các bà nha. Con mới được 5 tháng tuổi thôi. Ừ, con mới 5 tháng tuổi thôi, con chưa biết nói nên là bác kêu nó thay con nha. Ừ, đúng rồi nha. Không biết rồi đó. Không đúng rồi. Có đẹp trai nhờ, ngoan nhờ. Có đẹp trai vừa đẹp trai vừa ngoan nữa. Con chưa biết nói, con mới được ứ thôi nhỏ. Ừ, con mới chỉ biết ứ thôi, chưa biết nói nhờ. Không phải gì hả? Bữa anh Sóc lên đây chơi ở mấy ngày nha. Ừ. Ừ. Em Sóc bảo lên không dành võng với em Sóc thì em Sóc ở lâu, mà dành võng với em Sóc thì em Sóc phải về. Quá trời đây nha, mấy lâu cho chị ăn mày mới lắm thôi, cái võng mới đầu mới chân nhỏ. Sao có muốn ăn không Sao? Sao có đói bụng không Sao? Nó ngoài nào nó cũng ăn, mà nó chỉ ăn sữa thôi. Có ăn sữa hả? Nhìn.